Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hạnh Phúc Happy ha. Hôm nay thì mình đi ăn bún quậy, nhưng mà nơi này có một sự đặc biệt là nó ở nằm ở trong hẻm, thì nó không có nổi tiếng như bún quậy Kiến Xây. Thì cái tên bún quậy này là bún quậy Bình Dung ha. Mình đang quay cái con đường đi vào nha. Còn bún quậy Bình Dung này thì có một cái bún quậy Kiến Xây nữa, nhưng mà mình thì mình thích ăn nơi này nên mình sẽ đi vào trong này ha, quay cho các bạn xem nha. Rồi, con đường vào đây. Và mình chạy xe máy vô là khoảng 1 phút thôi là tới gặp cái quán rồi. Rồi, đây là mình đậu xe rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay từ bên ngoài vào chỗ bãi đậu xe đi vào ha. Đó, quán hôm nay thì cũng có người ăn. Bình thường thì họ ăn rất là đông, nhưng mà uống luôn, no, ngon lành. Đó, mọi người đang tới kêu món nè, mình đi vào mình quay nha. Bởi vì ai ăn cái gì thì kêu cái đó, ai thích ăn cái gì kêu đó. Tô bình thường thì khoảng 30.000, và tô đặc biệt thì có con mực thêm. Bình thường có chả cá trích nè, chả tôm nè, và chả cá bình thường. Chả cá bình thường thì mình không biết mà hẳn là chả cá gì nha. Chả cá trích thì mình biết nè, cái thông mà đen đen á, chả cá trích nè. Tôm nè, còn bên này thì có sắt nè, rồi ớt nè, rồi có sẵn muối, đường, ngọt gì đó. Rồi mình xác xác qua xíu thì là cái lò bún này. Thì bún họ làm từ bún nóng luôn, tươi luôn. Họ đang vặn bột á, đổ vào làm bún tươi luôn ha. Rồi mình quay ra đằng trước cho mọi người xem nè. Sát bên á thì có cái quán trứng lộn nè. Ai có muốn ăn vặt thêm gì đó thì kêu trứng qua ăn cũng được nè. Trứng lộn nè, trứng cút nè. Sát bên quán bún luôn ha. Đây, mình đi thẳng lên đây là có một xíu là có bún quậy Kiến Xây nha. Chắc khoảng 200m thôi. Còn ai không ăn thì ghé một quán bún quậy này ha. Mình tới mình quay cái bảng cho các bạn xem cái đã. Đây, bún quậy Bình Dung. À, che mất tiêu rồi, để mình tháo cái bảng xuống cho các bạn xem nè. Đó, sẵn quảng cáo luôn cho cái quán nè. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mỗi người muốn ăn ở đâu thì ăn ha. Còn mình thì mình cứ thích quán này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào quay nè. Tài chế ha. Đấy, bỏ một xíu đường, một xíu bột ngọt, một xíu muối. Rồi cắt cái tắc. Ai muốn ăn nhiều tắc thì làm nhiều, ai muốn ăn ít thì bỏ ít. Nhưng mình ăn thì chắc cũng phải nửa chén muối tắc này đó, bỏ ớt vào nữa. Thì người ta gọi là bún quậy. Đây, bún này cũng đang quậy quậy nè, quậy rồi bỏ đổ vô tô nè. Thì cái nước này họ lấy từ cái nước bún. Cái nước họ làm bún đó. Bún nóng đó. Thì họ có một nêm một ít muối hoặc là bột ngọt ở trong đó rồi. Nên bây giờ mình sẽ làm cái
Quốc ha. Quán này thì ở trong hẻm, mình quen ăn ở trong hẻm rồi cho nên vào đây. Đó, nhìn chiếc mắm hấp dẫn chưa? Đó, rồi có hành ngò nè. Mà cắt họ đã sẵn rồi đó, bây giờ bỏ mật thêm lên nè. Đó, thì cứ tự vào quậy thôi. Rồi, có bún rồi. Đấy, có chả cá nằm ở dưới nha. Có mật cho nó chín để lên trên. Còn chả thì chưa họ đổ họ trụng vào, xong họ đẩy nắp vào nên nó chín rồi đó. Thì tìm cái đũa đi, khuấy lên đó. Khuấy lên thì chả nó nằm ở bên dưới. Có chả tôm nè. Rồi chả cá nè. Đó, rồi chả cá trích đen đen đó. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Thì ăn bún này không có cần rau gì hết ha. Thì có hành ngò bỏ lên thôi. Ở đây có hành nè. Rồi chả nó chấm vào lên. Bắt đầu thưởng thức thôi. Đó, có sẵn nước mía sát bên luôn nè. Ai uống thì uống nước mía nè. Mình bắt đầu ngồi thưởng thức đây. Ăn một xíu cho các bạn xem ha. Ngon đến cỡ nào nè. Thấy nó chấm lên. Rồi. Chấm này nó thiếu tiêu rồi. Mình phải đi xin tiêu xíu. Rồi các bạn ơi, lấy nước tiêu. Lấy tiêu bỏ đưa cho mình nào. Ok. Đừng lấy động một tâm. Rồi đó. Lên. Tùy theo khẩu vị mọi người ăn như thế nào ha. Thì mình nếm trước. Nếu mà nó vừa ăn. Ok, mà nếu mà không vừa ăn thì mình phải thêm muối và thêm nữa. Thêm xíu ớt da cay. Thưởng thức cái món này ha. Thì ở đây có bún quậy, nhiều bún quậy lắm. Nhưng mình biết đó là có bây giờ đang mở cửa là bún quậy Kiến Xây và bún quậy Bình Dung ha, nằm trong hẻm ha. Rồi các bạn nhớ giúp mình đăng ký kênh nha, kênh Hạnh Phú Quốc Happy, để lần tới mình có đi ăn cái món gì ở Phú Quốc nữa hay là cảnh đẹp nào ở Phú Quốc nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.